Cuối giờ chiều qua ngày 18 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh đồng chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành, quận huyện để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trong 7 ngày Đà Nẵng siết chặt giãn cách. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao việc cung ứng lương thực thực phẩm tại các địa phương rất kịp thời và bảo đảm. Việc số ca mắc mới được phát hiện trong thời gian phong tỏa chặt là dấu hiệu cho thấy phương án của thành phố đang tiến triển đúng hướng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị hỗ trợ trang thiết bị cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, thực hiện giãn cách trong lúc làm nhiệm vụ, đề nghị mở rộng thêm các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được nhận hỗ trợ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, sau 3 ngày triển khai quyết định 2788, đến nay thành phố nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân. Đây chính là mấu chốt để công tác phòng chống dịch hiệu quả. Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao công tác cung ứng lương thực thực phẩm của các sở ngành địa phương, nhất là hỗ trợ rau củ quả cho người dân, đồng thời đánh giá cao trách nhiệm của ban điều hành khu dân cư, các tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng cơ sở trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị các ngành địa phương phải tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm đợt 2 để có thể nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng, khắc phục ngay tình trạng trốn xét nghiệm. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị các xã phường tiếp tục rà soát và mở rộng các đối tượng khó khăn để hỗ trợ kịp thời, nhất là các lao động phổ thông mất việc làm trên tinh thần minh bạch, công bằng và trách nhiệm, đề nghị phải quan tâm hơn nữa đến lực lượng chống dịch ở cơ sở. Tôi đề nghị là chúng ta tiếp tục có cái sự quan tâm đến lực lượng ở cơ sở. Thì cái việc quan tâm ở đây tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là lực lượng cơ sở, bây giờ anh em thành bại hay không là do cái lực lượng này. Đấy, tất cả những cái chủ trương chính sách của chúng ta có tốt bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mà nó sẽ không được hiệu quả nếu như các cái cấp ở cơ sở anh em triển khai làm không tốt. Nên là tôi đề nghị là vừa cùng với cái công tác kiểm tra đôn đốc thì đồng thời phải quan tâm đến một là cái việc đảm bảo an toàn, cái thứ hai nữa là chế độ chính sách. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị triển khai chặt chẽ hơn công tác xét nghiệm trong đợt 2, rà soát lại các đối tượng đã xét nghiệm đợt 1, không bỏ sót bất cứ trường hợp nào. Các địa phương quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa đến lực lượng chống dịch ở cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý. Cái lực lượng mà tham gia phòng chống dịch của chúng ta mặc dù là có kế hoạch là 3 ngày xét nghiệm một lần, tuy nhiên rằng là có những lực lượng chúng ta có thể bỏ sót mà và minh chứng đó là có nhiều cái trường hợp đã là nhiễm rồi do cái sự là bất cẩn này rồi này vân vân, thì cái lực lượng này mà nếu mà bị nhiễm á thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch chúng ta. Cho nên đề nghị các cái xã phường quận huyện á là thường xuyên là xét nghiệm test nhanh đối với lực lượng này. Nhất là tôi cũng rất là lo cho các tổ trưởng tổ dân phố dưới kia, lực lượng này là đi thường xuyên, mà nếu mà chúng ta không có phòng ngừa cho lực lượng này thì rất là khó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị các sở ngành tổ chức tiếp nhận hàng hóa nông sản từ các địa phương khác hỗ trợ. Ngành y tế khẩn trương điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine phù hợp với tình hình mới và công tác phòng chống dịch chung của thành phố.